Xin kính chào tất cả quý phụ huynh các em học sinh. Video học hôm nay chúng ta sẽ cùng đi vào bài chia cho số có hai chữ số ở trong quyển sách giáo khoa toán lớp 4 trang 81 nhé. Chúng ta có hai cái ví dụ. Chúng ta chia số 672 cho 21. Các em chia theo thứ tự là chúng ta chia từ trái sang phải. Các em lấy 67 này chia cho 21 được 3. Các em sẽ viết 3. Lấy 67 chia 21 được 3. Các em sẽ viết 3 ở thương. Sau đó, kem lấy 3, kem nhân ngược với 21. Chúng ta lấy 3 nhân với 21 thì ta có 3 x 1 bằng 3, 3 x 2 bằng 6. Như vậy bằng 63. Kem lấy 67 trừ đi 63, số dư ở đây bằng 4. Kem hạ tiếp 2 xuống, 42 chia cho 21 thì được 2 lần. Kem nhân ngược lên, lấy 2 nhân với 21. 2 x 1 bằng 2, 2 x 2 bằng 4. Như vậy 42 trừ đi 42 thì bằng 0. Như vậy đây là một cái phép chia này là phép chia hết. Kết quả của cái phép chia này bằng 32. Tiếp theo, 779 kem chia cho 18, kem cũng làm tương tự. Kem chia từ trái sang phải, lấy 77 chia cho 18 thì được 4 lần. Kem nhân ngược lên lấy 4 x 18 này. 4 x 8 bằng 32, viết 2 nhớ 3 này. 4 x 1 bằng 4, nhớ 3 nữa bằng 7 này. Đấy. Kem lấy 77 trừ đi 72 thì số dư ở đây bằng 5. Kem hạ 9 xuống, 59 chia cho 18 thì được 3 lần. Kem nhân ngược lên lấy 3 x 18. Ta có 3 x 8, 24, viết 4 nhớ 2. Viết ngay dưới cái số mà kem vừa đem chia đấy. Đấy, 3 x 1 bằng 3, nhớ 2 nữa bằng 5. Vậy 59 trừ đi 54, số dư đây bằng 5. Và khi cái số dư này nhỏ hơn cái số chia chúng ta dừng lại. Đây là một cái phép chia có dư. Kết quả của phép chia là bằng 43. Thương bằng 43. Và số dư ở đây bằng 5. Đấy. Như vậy 779 chia 18 thì bằng 43, dư 5. Tương tự như vậy thì bây giờ chúng ta có một số các cái bài tập. Bài tập số 1 yêu cầu các bạn là đặt tính rồi tính. Chúng ta có cái phép toán ý A 288 chia cho 24. Ý thứ nhất là 288 này, kem chia cho 24. Có 28 chia cho 24 thì được 1. 1 nhân với 24 thì bằng 24. Kem vừa lấy số 28 kem chia đúng không? Thì khi mà kem nhân ngược lên ấy thì kem phải viết ngay dưới cái số mà kem vừa đem đi chia đấy. Đấy. Vậy các bạn lấy 28 các bạn trừ đi 24 thì dư 4. Kem hạ tiếp số 8 xuống. 48 chia 24 thì được 2. 2 nhân với 24 bằng 48. Viết ngay dưới số 48 mà kem vừa đem đi chia. Ta có 48 trừ đi 48 hết. Như vậy kết quả của phép chia ở đây bằng 72. Và phép chia này là phép chia hết, không có dư. Sang ý B, 740 chia cho 45. Kem làm tương tự. Kem lấy 74 chia cho 45 được 1 lần. 1 x 45 bằng 45, viết ngay dưới số 74. Kem đang lấy số 74 kem đi chia thì khi nhân ngược lên kem phải viết số ngay dưới số 74. 4 không trừ được cho 5, kem mượn 1 phía trước lấy 14 trừ đi 5 bằng 9. Mượn 1 nhớ trả 1 sang đây, 4 nhớ 1 nữa bằng 5, 7 trừ 5 bằng 2. Tiếp tục hạ 0 xuống. Kem lấy 290 kem chia cho 45 thì được 6 lần. Kem nhân ngược lên lấy 6 x 45 này, 6 x với 5 bằng 30, viết 0 nhớ 3 này. 6 x 4 bằng 24, 24 nhớ 3 nữa bằng 27. Lấy 290 trừ đi 270 thì số dư ở đây bằng 20. Như vậy đây là phép chia này, phép chia không hết đúng không? Đấy, phép chia này có dư.
Kết quả ông ta được thương bằng 16 và dư 20. Như vậy ông ta có kết quả của hai phép chia như sau: 288 chia cho 24 thì bằng 12. 288 chia 24 bằng 12. Thứ hai là 740 kem chia cho 45 thì được kết quả ở đây là bằng 16 và số dư ở đây là dư 20. Tiếp tục sang ý B. Những bạn nào chưa xong ý A, các em dừng một chút làm cho xong ý A. Sang ý B như sau. Bốn trăm sáu chín chia 67 ở đây số 46 không chia được cho 67, các em luôn lấy luôn 469 chia cho 67, lấy ba chữ số này chia 67 thì nó được 7 lần. Ta có 7 x 7 bằng 49, viết 9 nhớ 4. 7 x 6 42, 42 thì nhớ 4 nữa bằng 46. Như vậy 649 trừ đi 649 thì kết quả đây là bằng 0. Như vậy số dư ở đây bằng 0, tức là phép chia ở đây là phép chia hết, đúng không? Như vậy từ đây ta có là 469 chia cho 67 thì bằng 7, không có dư. Sang ý thứ hai, 397. 397 chia 56. chín không chia được 56 thì các em lấy luôn 397 chia cho 56 thì được 7 lần. Nhân ngược lên, 7 x 6 bằng 42, viết 2 nhớ 4. 7 x 5 bằng 35, 35 nhớ 4 nữa bằng 39. Vậy các em lấy 397 trừ đi 392 thì số dư ở đây là bằng 5. Như vậy phép chia này là phép chia có dư, kết quả của phép chia bằng 7, số dư của ta bằng 5. Như vậy ta có là 397 chia cho 56 thì bằng 7, dư 5. Như vậy chúng ta vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Những bạn nào mà chưa xong, các em dừng lại tiếp tục làm cho xong. Bây giờ cô và các em sẽ chuyển sang bài tập số 2. Bài tập số 2 như sau. Người ta xếp đều. Người ta xếp đều 240 bộ bàn ghế vào 15 phòng học. Hỏi mỗi phòng học thì được bao nhiêu bộ bàn ghế? Như vậy cái này các bạn đặt phép tính theo hàng dọc. Các em sẽ lấy là 240 các em chia cho 15 thì kết quả chúng ta bằng 16. Như vậy mỗi phòng học xếp được số bộ bàn ghế là... Bài 2. Ta có mỗi phòng học xếp được số bộ bàn ghế là 240 bộ. Kem chia cho 15 phòng. Kem đặt phép chia theo hàng dọc thì ta có 240. Đây, cô có thể nháp ra một chút ở ngoài giấy nháp như sau. Ví dụ cô lấy 240 chia cho 15 phòng đúng không? Chia 15. 24 chia cho 15 thì được 1 lần. 1 x 15 bằng 15. Các bạn lấy 24 trừ đi 15 thì bằng 9. Hạ 0 xuống. 90 chia 15 thì được 6. 6 x 5 30, viết 0 nhớ 3. 6 x 1 bằng 6, nhớ 3 bằng 9. Như vậy 90 trừ 90 hết này.
Được chưa? Như vậy cái kết quả của phép chia chúng ta đây bằng 16. Như vậy là mỗi phòng là sẽ có 16 bộ bàn ghế. Đáp số 16 bộ bàn ghế. Như vậy là mỗi phòng học sẽ xếp được 16 bộ bàn ghế. Xong bài tập số 2, tiếp tục chúng ta chuyển sang bài tập số 3. Những bạn nào chưa xong bài tập số 2, các em dừng lại một chút làm cho xong bài tập số 2. Sang bài tập số 3 như sau. Tìm x. Ta có x nhân với 34 bằng 714. Ý A. X nhân 34 bằng 714. Như vậy đây là ta có thừa số nhân thừa số bằng tích. Muốn tìm thừa số chưa biết thì các em lấy tích này, các em chia cho thừa số đã biết. Các bạn đặt phép tính ra ngoài giấy nhé. Thì các em có là 714 chia cho 34. 714 chia cho 34 thì kết quả của ta bằng 21. Các bạn có thể đặt phép tính ra ngoài giấy nhé. Các em sẽ tính theo hàng dọc. Tiếp tục chúng ta chuyển sang ý B. Ý B ở đây là 8 846 chia x. 846 chia cho x bằng 18. Như vậy đây là số bị chia, số chia thương. Muốn tìm số chia thì các bạn lấy số bị chia, các bạn chia cho thương. Như vậy x sẽ bằng, các em lấy 846, các em chia cho 18. Đặt phép tính ra ngoài giấy nháp thì ta có 846 chia cho 18 thì kết quả của ta bằng 47. Các em đặt tính ra ngoài để nhát theo hàng dọc nhé. Như vậy ở bài A này, bài 3 này, tìm x này thì chúng ta có là x của câu A. Câu A chúng ta tính ra là x bằng 21 và câu B các em tính ra là x bằng 47. Trên đây cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong được toàn bộ phần lý thuyết cũng như các bài tập trong sách giáo khoa toán lớp 4 trang 81 là chia cho số có 2 chữ số. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.